Văn Thành. Và xử lý tốt của Văn Tuân. Tốc độ của Văn Tuân được chuyền. Đã có bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai. Người ghi bàn là Minh Vương. Một tình huống xử lý tốt của Văn Toàn đã tạo điều kiện cho Minh Vương có bàn mở tỷ số cho các vị khách. Một tình huống bất ngờ tăng tốc của Văn Toàn. Hãy cùng nhìn lại pha xử lý này. Không một cầu thủ áo vàng này kèm Minh Vương cả. Số 8 của Hoàng Gia Lai dứt điểm trong một tư thế rất trống trải. Trước đó phải kể tới tình huống bất ngờ tăng tốc của Văn Toàn. Một pha xử lý khá khéo léo của tiền đạo bên phía Hoàng Gia Lai trước khi tạo điều kiện cho Minh Vương có được bàn mở tỷ số của trận đấu.